Cũng trong sáng nay, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tán thành với việc ban hành nghị quyết nhằm thể chế hóa kết luận 67 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột xứng đáng với vai trò, vị trí, tiềm năng và lợi thế của cả vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị rà soát kỹ các lĩnh vực ưu đãi đầu tư để đảm bảo công bằng với các tỉnh trong khu vực, nhất là đối với sản phẩm cà phê. Một số đại biểu cho rằng về ưu đãi thuế còn một số chưa hợp lý, miễn giảm khác biệt, thời gian áp dụng khá dài, có thể mất cân đối và chưa công bằng với các địa phương khác trong địa bàn Tây Nguyên và chính các huyện trong tỉnh Đắk Lắk. Tác động ưu đãi này có thể dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, dễ thu hút nguồn lực đầu tư giữa các địa bàn trong khu vực Tây Nguyên và tạo kẽ hở cho chuyển giá nội địa, trốn thuế. Khoản 2 điều 4 quy định các ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp đều có số năm cụ thể, nhưng tại khoản 2 điều 8 lại quy định cho đến hết thời gian thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự án có thể là rất nhiều năm. Tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu quy định lại khoản 2 cho phù hợp với quy định tại điều 4. Một số đại biểu đề nghị rà soát kỹ các lĩnh vực ưu đãi đầu tư để đảm bảo công bằng với các tỉnh trong khu vực, nhất là đối với sản phẩm cà phê, bởi các tỉnh trong khu vực đều có thương hiệu cà phê riêng. Để đảm bảo tương thích với kết luận 67 thì có thể thu hút đầu tư cái dự án xây dựng và vận hành bảo tàng cà phê thế giới trên thành phố Buôn Ma Thuột. Tương tự như bảo tàng cà phê ở Bỉ, bảo tàng lúa gạo thế giới Philippines. Bảo tàng là nơi trưng bày lịch sử hình thành, phân bố, giống, kỹ thuật canh tác, sản phẩm chế biến từ cà phê để các tỉnh trong khu vực đều được hưởng lợi, vừa phục vụ phát triển du lịch, vừa phát triển công nghiệp chế biến cà phê. Chúng ta mong muốn thì đặt ra là thành phố cà phê của thế giới, nhưng mà trong cơ chế thì chúng ta lại khuôn nó lại, bó nó lại. Thì như vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta còn duy trì ở chỗ này, cho nên là cũng cần phải có nghiên cứu thêm. Và gắn với nó sẽ là chính sách việc làm, thu nhập cho người lao động ở trên các cái lĩnh vực trồng cà phê và cái nguyên liệu nói chung. Thưa Quốc hội, qua nghiên cứu tờ trình của Chính phủ, trong khi đó, một số đại biểu cho rằng cơ chế và chính sách đặc thù đối với thành phố Buôn Ma Thuột còn chưa tương xứng, đề nghị cần bổ sung thêm một số chính sách mới như ưu đãi về đầu tư công, chính sách về đất đai nhằm thu hút các nhà đầu tư. Tôi đề nghị cần nghiên cứu bổ sung thêm một số chính sách mới, nhất là liên quan đến vấn đề đầu tư công, đất đai nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột cho phù hợp sát với thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố này trong trước mắt và tương lai. Các chính sách về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại điều 4 thì chưa bao trùm hết. Tôi thấy mới chỉ là ưu đãi cho các cái doanh nghiệp chế biến cà phê thôi. Cho nên là đề nghị thì chính phủ cần quan tâm thêm về cái việc để làm sao mà biến đầu tư cho Buôn Ma Thuột trở thành một cái trung tâm chế biến sản phẩm rừng và nông sản. Giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên chính phủ trình cơ chế, chính sách đặc thù đối với cấp huyện là vấn đề mới chưa có tiền lệ. Điều này đòi hỏi cơ chế chính sách đặc thù này phải phù hợp với căn cứ chính trị và pháp lý, cũng như không phá vỡ chính sách chung hiện hành. Các cái chính sách ưu đãi thì chúng tôi cũng lựa chọn ra một số các cái bám sát vào cái nghị quyết kết luận 67. Đó là làm trong hai cái lĩnh vực nông sản và cà phê để trở thành một cái thành phố cà phê, thủ phủ cà phê hay một thương hiệu quốc gia. Thế còn cái cà phê ấy, thì không có nghĩa là phải sản xuất ở ngay của tỉnh Đắk Lắk, mà có thể cả vùng Tây Nguyên hay của cả nước chúng ta có thể mà đưa về đây để mà chế biến, để mà tạo. Như vậy thì chúng ta đảm bảo được cái mục tiêu là có tính lan tỏa cho tất cả các vùng miền. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết, hiện chính phủ đã và đang xây dựng chương trình hành động sau khi nghị quyết thí điểm này được Quốc hội thông qua với các chương trình, dự án cụ thể.